Làm khô gà lá chanh kiểu này á, có mà trẻ con nó còn làm được. Khô gà thì trước tiên là phải có ức gà rồi. Tôi dùng ức gà công nghiệp, vừa dễ mua lại nhiều thịt, và quan trọng hơn là nó ít xiền. Ức gà mua về rửa sạch rồi bổ đôi ra để luộc hoặc là hấp. Tôi thì thường làm theo kiểu là luộc không dùng nước cho nó giữ lại vị ngọt nhiều hơn. Lót ở dưới đáy nồi là một củ hành tây, tiếp theo là phần ngọn sả. Sả thì mua về cắt đôi ra, phần ngọn để luộc gà cho thơm, phần củ giữ lại lúc nữa còn cho vào khô gà. Thêm một nhánh gừng thái lát vào nữa, gừng lúc này chỉ để dưới đáy nồi thôi, không ăn nên là tôi chỉ rửa sạch không cạo vỏ. Các bác vò nát cho tôi khoảng chục lá chanh cho vào cùng cho nó thơm. Còn bác nào mà hỏi không có lá chanh thì sao cô á? Thì phải có nhá. Khô gà lá chanh mà không có lá chanh thì nói chuyện gì nữa. Cho ức gà vào nồi, đậy vung đun nhỏ lửa khoảng 20 phút là gà chín rồi. Cho phần ức gà ra nguội bớt rồi xé. Các bác có thể xé to hay là nhỏ tùy vào sở thích. Tính tôi á, ăn thùng uống chậu nó quen rồi, thế nên là xé to ăn cho nó sướng. Phần nước mắm tôi dùng khoảng 3 thìa canh, thêm vào khoảng 50ml mật ong khuấy đều. Phần này thì bác nào gu ăn mặn thì cho thêm, tôi cho tầm ấy nó ăn hơi nhạt. Các bác bóc cho tôi 2 củ tỏi, nếu mà tỏi nhỏ hoặc là thích ăn tỏi thì cho nhiều hơn. Rồi chia làm 2 phần, một phần băm hoặc thái nhỏ ra, một phần thì thái lát. Còn để làm gì á, xíu nữa thì biết. Hành tím tôi cho 3 củ, bóc vỏ rửa sạch rồi xay nhỏ ra. Thấy tôi cho từng thứ riêng vào đĩa, kiểu gì các bác cũng bảo là làm màu cho mà xem. Nhưng mà vì mấy củ này thời gian chín khác nhau, thế nên là tôi làm riêng. Chứ không á, tôi thả vào máy xay một phát là xong. Phần sả lúc nãy các bác cắt khúc nhỏ nhỏ ra rồi cho vào máy xay. Tôi thích mùi sả lắm luôn ý, nhà lúc nào cũng có một lọ tinh dầu sả thì mới chịu. Khô gà thì tôi thấy có khá là nhiều công thức khác nhau, mỗi lần tôi lại làm một công thức khác xem là công thức nào nó ngon hơn. Thế nên là các bác đừng có bảo là đợt trước thấy tôi làm kiểu khác mà đợt nay lại làm một kiểu. Tôi thì không ăn được nhiều cay, thế nên ớt thì tôi chọn là ớt sừng, vẫn có mùi màu đẹp mà lại không cay lắm. Bác nào ăn nhiều cay thì thay bằng ớt kiểm hoặc là ớt kỷ thiên này. Nhìn đĩa này là gần đủ nguyên liệu rồi này, thiếu gừng với lá chanh nữa là đủ. Gừng cạo vỏ hoặc là gọt như tôi cho nó nhanh rồi thái chỉ ra. Các bác chọn gừng ta cho nó thơm, còn bác nào mà không thích ăn gừng có thể giã ra lấy nước thôi. Nguyên liệu cuối cùng và quan trọng nhất là lá chanh. Lá chanh thì có thể thái khúc hoặc là để nguyên tùy các bác. Nhiều bác cứ bảo là cho lá chanh vào sấy cùng nó bị đắng, nhưng mà tôi thấy không đắng tí nào đâu, thật đấy. Tôi bắt đầu làm sốt đây này. Cho dầu nóng lên rồi cho lần lượt theo thứ tự, đầu tiên là hành tím, đến sả, đến gừng, mỗi thứ xào 1 đến 2 phút thôi. Cho tỏi ớt vào cùng một lúc rang vàng thơm, rồi cho bột ngũ vị hương, bột nghệ, bột điều màu, mỗi thứ một thìa vào xào chung. Cho phần nước mắm lúc nãy trộn vào, đun sôi rồi cho một bát nước luộc gà vào, đun hơi sệt sệt lại. Xong thì cho vào gà xé trộn đều lên. Lúc này các bác có thể xào gần khô lên hoặc là ướp cho gà ngấm gia vị như tôi rồi đem đi sấy trong nồi chiên không dầu 100 độ 2 tiếng. Phần nhiệt độ thì các bác tùy vào đặc điểm mỗi lò mà chỉnh. Còn nếu mà không có nồi chiên không dầu hoặc lò nướng thì có thể phơi khô tầm 2 đến 3 ngày. Hoặc là xào cách thủy cũng được này, miễn sao là thịt gà nó khô là được. Đấy, các bác thấy khô gà lá chanh của tôi hôm nay uy tín không? Nhìn thế thôi chứ làm dễ ẹp cả. Các bác thử làm đi, ngon mà lại an toàn chứ.